Rồi, xin chào quý khách thân yêu của em đã trở lại với kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0913 136620. Đó, đồng thời cái đó cũng là số Zalo luôn nha. Khi mà mình nhận máy, test máy, thử máy gì đó muốn liên hệ qua Zalo thì cứ alo cho em. Rồi bên em có ship hàng toàn quốc, đặc biệt những cái chỗ nào mà bị dịch Covid-19 thì em không có ship hàng nha mấy anh thông cảm ha. Ví dụ hôm nay là Bắc Giang là ba khách đặt hàng luôn nhưng mà không đi được tại vùng tâm dịch rồi. Đi tới thành phố Hồ Chí Minh này bị hoàn về mấy cây luôn á mấy anh. Mình cũng phải chịu chứ sao vậy. Đặc biệt bên em có xem hàng trước khi nhận, được kiểm tra tra hàng đồng kiểm trước khi nhận ha. Thử máy trước khi nhận, khi mà shipper họ không cho kiểm tra hàng thì mấy anh cứ alo lại cho em nha mấy anh. Nhiều khi bưu điện nó sơ suất á, đặc biệt bên em không có lấy cọc. Không có lấy cọc á, cho nên mình mua hàng cho nó nhanh và dễ dàng nhất. Cái nick Facebook là máy cắt cỏ. Đặc biệt là bên em là bao ship toàn quốc cho mình. Một cây máy như vậy là 6 món đi kèm nha mấy anh. Ha, có trắng cỏ, dây đeo, tiếp mở mô ghi, lục chắc 4, lưỡi dài, giống cái ổ phát cước. Khi mà mấy anh mua từ 2 cây máy trở lên, em sẽ tặng cho mấy anh một cái chai nhớt. Ha, 2 cây máy em sẽ tặng chai nhớt nha. Mà mấy anh mua nhớt riêng thì 100 ngàn một chai. Bên em cũng có bán nhớt luôn. Rồi hôm nay em lên lưu chữ S sần. Mình đặt hàng thì mấy anh đặt cho em chữ S, S1, S2 gì đó, kèm số điện thoại phía dưới bình luận của YouTube. Em sẽ chủ động liên hệ lại cho mình. Hôm nay em lên 17 cây máy, trong đó có một cây đeo lưng và ba cây cưa. Rồi mấy anh nhớ cho em xin một cái nút đăng ký kênh nha. Ha. Cái đăng ký kênh nó lợi hại nha mấy anh, để chi mình tương tác với nhau. Rồi bây giờ em cũng chịu rồi, em sẽ test máy cho mấy anh tham khảo. Xong rồi mình đặt hàng luôn ha. Cây đầu tiên là cây Tanaka. CC 30 ly nha mấy anh. Chụp giật này thì ở phía sau. Tum nhôm, tum gầy ha. 30 ly, cái này 1 triệu 250 ngàn nha. Đó, hai tay cầm. Cái này, cái tay này mình có thể là di chuyển được ha. Mở cái ốc này ra là mình di chuyển theo kiểu thích, di chuyển kiểu gì để mình di chuyển. Cái này thì trắng cỏ ghim, đầu bò ghim và có cái chén ốc nhược nữa nè ha. Chén ốc nhược bằng nhôm, đặc biệt á là chế của nó là chế ghim quanh gồ một kim ha. Le đỏ tự động, cái len này bị gãy rồi, để em sẽ thế cái khác đó. Đó, khi mà mình lên ga nó sẽ tự động nhảy lên chế độ ban đầu nha mấy anh. Có 1 triệu 250 ngàn thôi. Đặc biệt là nè, cái có cái đế nè, cao không mình sân lớn, mình sân lớn mình không chạm đất ha. Nhập giật phía sau với phía trước thì nó cũng tương đương với nhau thôi chứ không có gì. Ít 1 triệu 250 ngàn. Em sang ít 2 là một cây G2KC. Máy nhảy nổ ha. Nổ rất là đầm. Một cái máy như thế này tầm 4,5 kg trở lại thì mấy anh ơi. Em sang nó tầm 5 kg à. Mà bên em bao ship cho mình luôn. Đó, xài gia đình rất là phù hợp. Ha, xài gia đình như các số lượng như cỏ ít, cỏ mềm mềm đó, các cỏ bờ đê, có vườn rồi mình làm vườn tự rồi đó ha, thì mình mua những cái máy như thế này. Và đặc biệt đó là như sẵn em nói luôn là những cái anh mà những cái vùng mà bị vùng tâm dịch đó, mà bây giờ mình mua máy không được thì mình có thể qua dịch mình có thể mua nha. Bên em cũng vẫn ship hàng cho mình nha mấy anh, nhưng mà bây giờ thì không có ship được đó. Rồi sẵn đây em cũng nói luôn là em chúc cho tỉnh Bắc Giang bây giờ đó, là vùng tâm dịch đó, là có thể là cùng nhau chung sức vượt qua được cái thời điểm gắt này nha mấy anh ha, thời điểm khó khăn này luôn á. Mình cùng nắm tay vượt qua thôi, chứ khi mà lên mạng coi thấy cũng công nhận cái vùng là mà về dịch cái nó cực khổ sợ. Cái này là chế riêng nha mấy anh, một kim ha, tôm liền, cái này tôm nhựa nha, hai tay cầm. Ở cái này cũng trắng cỏ ghim, đầu ghim nữa nè, đầu ghim luôn. Máy chạy rất là đầm ha. Mặc dù thì cái mẫu áo nó không có sáng, những mẫu khác mà chạy bao khỏe. Công tắc nó nằm ở đây. Cái này là dòng máy của Komitsu á, nghĩa là dòng họ thôi, nhưng mà chuyên biệt là G2KC 32 ly nha. Cái lốc nó dập chữ là Xenon luôn. Đó. 1,3 triệu. S2 1,3 triệu ha. Rồi em sang S3. Khi mà mình mua hàng em báo công tắc ở đâu thì mình xem cho kỹ nha mấy anh. Để kiểm tra dễ dàng.
cây máy này là Makita ha. Cây máy này gắt gọn nhẹ, thường thường em căng là 3,8 kg, 3,9 kg, nó nhẹ nhất luôn. 20cc. Chế một kim quanh gồ le đỏ tự động. Đóng le thì mình giật, giật xong mình lên ga. Nó sẽ tự động mở le cho mình ha, quanh gồ là tiết kiệm xăng đó nha mấy anh. Nghĩa là mình xài gia đình thì mình nên chốt những cây máy như thế này. Thứ nhất là trọng lượng ghẹ nhẹ, thứ hai là tiết kiệm xăng. Đó, xài gia đình thì mình đâu có xài số lượng nhiều đâu, mình mua chi máy, nghĩa là năm mình xài 5-6 lần, 6-7 lần đó mấy anh. Mua máy to để làm cái gì? Cầm nó nặng đó, phải không? Công tắc nó nằm ở đây. S3 30 ly cũng 1,3 triệu. Hai tay cầm cho mình, lắp zin đầu ở zin, trắng cỡ zin luôn. Đó. Lắp ba ha. Cái này tum liền tum nhựa nha mấy anh. Xăng này mình xăng cái cổ này xăng đổ vô cũng dễ dàng nữa nè. Đó. Rồi em xăng S4 là một cây Tanaka. Chế zin nha mấy anh, một kim mấy anh bugi đứng đó, mẫu mã thì máy gọi là tương đối nhìn cũng đẹp đó, tum liền tum nhựa nha ha. Tanaka S4 32 ly, 24cc. Cái máy này 1,4 triệu. Cái máy này nó có cái lợi thế ở chỗ này nè mấy anh, ga nó sẽ ở hai chế độ, mình muốn giữ thì mình lấy đồ cộng dây mình buộc cái này lại đó để thành ga giữ ha, còn mình muốn ga bóp thì mình thả nó ra nè, nó nhảy nè, ga bóp thêm cái đó công tắc trên ghi đông cho mình luôn, lợi thế chỗ đó. Trắng cỏ ghiên đầu bộ ghiên luôn ha, trắng cỏ rất là bự. Có cái đế dưới nè, mình xăng lớn mình không chạm đất, cao mà xăng lớn mình mà sao chạm đất được. Nhìn nó như vậy tại do áo mũ ha, cho nên là nó cũng tương đối nhẹ thôi, 5kg trở lại chứ không có nặng đâu. Rồi 1,4 triệu cho S4, em xăng S5, kêu ghiết ha. Áo nhôm như thế này mấy anh chạy rất là bắt, chạy cực kỳ khỏe, tỏa nhiệt rất là tốt ha. Thứ nhất ưu điểm là tỏa nhiệt tốt, thứ hai là chạy càng nóng máy càng khỏe. Nó cái dòng này bán rất là nhiều. Cái này thì là em lên chế mới chứ hai kim cho mình ha. Công tắc nằm đây đó, em thả bắt đây, tôm gợi tôm nhôm cho mình luôn nè. Made in Japan 209 ha, kêu viết 209 nha. S5 34 ly, 1,4 triệu. À, xin lỗi, 32 ly, 1,4 triệu nha. Cái này là S5, hai tay cầm, ốc nó mới nè mấy anh. Đó, trắng cỏ ghiên đầu bò ghiên luôn. Ồ, cái trắng cỏ màu vàng luôn ha, xịn sò luôn. Em xăng cực kỳ đẹp luôn ha, cái máy con 1,4 triệu à. Rồi em xăng S6 là một cây Magu. Thức bên ngoài cũng còn được trên 80% nha, rất đẹp. Tum gời, tum nhôm. Cái này chữ nhật của nó không nè mấy anh, nó ghi bị sạm bả xí gì chứ mẹ nó không dịch được đó, chữ nhật không lắm anh. Cái máy ghi luôn, công tắc nằm đây. Đó. Tum gời, tum nhôm ha, thì ngoài cái cỏ mình có thể đấu mình xịt được. Hai tay cầm. Đầu bộ ghi. Đặc biệt là cái máy này nó có dập chữ Made in Japan sẽ trong cái lốc này. Đó, mấy anh nhìn thấy không? Đó. Chế một kim quanh bà gồ ha, nhẹ nổ cái kiệm xăng chế zin ha. Nó 6 32 ly, 1,4 triệu 50 ngàn ha, 1,4 triệu 50 ngàn mà nó mua được một cây máy của Nhật rồi ha. Rồi em xăng S7. Đó, anh nào mà muốn mua máy mà về vừa cắt cỏ mà mình vừa ngắm đó ha, thì lấy cây này. Nói chung cây này nó đẹp đó, còn thiếu có cái thùng mừng em em. Anh nhìn mình sao lớn giùm em, rất là đẹp, ốc mới luôn nè. 20cc 30 ly, cái chế đó nè trắng tư luôn, chế zin một kim ha, áo nè rất là đẹp, không tì vết luôn, cái tem còn luôn nè. Tum liền tum nhựa một kim ha, tem còn luôn. Hai tay cầm đầu bộ zin. S7 30 ly, 1,5 triệu. 1,5 triệu mà mua được cái máy như trong thùng là quá đẹp. Cái này nó chỉ thiếu cái thùng thôi. Đây, cái lốc nó cũng dập chữ Made in Japan cho mình luôn. Nha, nằm ngay cái lốc luôn. Đó, không còn gì phải bàn cãi ha. Máy rất là đẹp, 1,5 triệu. S7 ha.
Rồi em sang F8. Ruby, Ruby này kêu chú bán trái táo ha. Hôm qua lên một cây bán rồi, hôm nay lên cây nữa. Lên bao nhiêu bán hết bao nhiêu? Máy rất là nhạy nổ ha mấy anh. Ruby chế gin một kim. Vậy trên sửa đây mình đóng le là mình bật lên rồi mình hãy giật giật xong rồi mình mở le mình hạ xuống. À mấy anh nhớ 1 lít xăng pha giùm em 40cc nhớt nha mấy anh ha. Và phải nhớ là nhớt 2 thị giùm em. Đó. Tôm này tôm liền tôm nhựa nha. Hai tay cầm, cái kiểu tay nó như vậy nha mấy anh. Đó, đầu bò ghim, chắn cỏ bể rồi, em buộc chắn cỏ khác cho mình. 26cc 30 tư ly F8 chỉ 1,5 triệu thôi ha. Đó, xài gia đình thịt đít luôn nha mấy anh. Rồi em sang F9. Isaki. Rồi bung ra. Isaki. Cái này em lên chế mới chứ hai kim cho mình ha. Áo này bằng nhôm cho nên tỏa nhiệt rất là tốt ha. Nghĩa là những dòng máy này chạy cực kỳ khỏe luôn. Chuyển nhiệt không đó. Tiếng Anh nó dịch lại cho mình luôn. Tôm nhôm, tôm rời. Đó, ngoài cắt cỏ thì mình có thể đấu mình xịt thoải mái luôn nha mấy anh. Có thông số luôn. 1,5 triệu, X9, 32 ly. Hai tay cầm cái kiểu tay nó cũng vậy đó. Rồi bò ghim ha. Kiểu tay như vậy nha mấy anh. À, có cái đế ở dưới nè. Cao mà xăng lớn mình không cho đắt luôn ha. Công tác trong đây nha. Chưa. X9 bỏ đi. Em sang F10. Lồng cây Echo xanh. Má này cũng hình thức cũng còn rất là đẹp ha. Đi giật trắng luôn nha mấy anh. Bình xăng vú lớn ha, bình xăng vú ngang ha, bóp nó mau lên xăng ha, chế ghim một kim nha, bình xăng nó trắng nó đẹp nè mấy anh, bình xăng con cũng, bình xăng lớn cũng đẹp, bình xăng con cũng đẹp, tem còn, màu xanh này rất là đẹp, ít đụng hàng, ha, tem túa rồi còn, đặc biệt cái này 26cc 34 ly, X10, có 1,7 triệu thôi, tôm liền, tôm nhựa giùm em ha, đầu bò ghim, hai tay cầm, ra bóp, đó, Echo 260 34 ly. Này có thông số luôn nè. Cho chụp này thì chụp ha. Gọn nhẹ, mẫu mã dễ nhìn. Công suất thì nó ha rất là đẹp, cái máy này đẹp lắm. Con 1,7 triệu thôi, X10 ha. Rồi em sang X11. Ly nha mấy anh. Hai cây này 37 ly bình xăng trên. Kawasaki 33 ha, 33cc. 1,7 triệu à, X11. Tôm nhôm nha, tôm lớn bố lớn ha. Hai tay cầm đầu bò ghim. Nè cái đầu bò nó nè mấy anh. Nhìn rất là đã. Lắp màu đen ha. Công tắc nằm đây nè, có chân trống chạy cực kỳ khỏe. Nói chung anh nào mà phát cỏ thuê cỏ mướn thì mình chụp cái này nhanh gọn lẹ ha. X11 1,7 triệu. Em hạ giá luôn rồi đó. Là do cái nhìn nó, cái mẫu mã nó thì không đẹp những cái khác mà chạy bạo bao khỏe luôn. Rồi, X12 là cây 4 thì. Cô pin ha. Bốn thì xăng riêng nhớt riêng nha mấy anh. Xăng bên đây, nhớt bên đây. Mấy anh mà nghe shipper họ gọi điện nhận hàng thì mình mua xăng với nhớt về mình đổ riêng mà xài ha. Chế một kim chế riêng quanh gồ nha mấy anh.
tôm gời đó, tôm gời đi, tôm nhôm cho mình luôn. Ớt 12 34 ly 2,2 triệu, 2 đa cầm. Đầu bộ ghiên công tắc với ga trên ghi đông cho mình luôn ha. Bật xuống là mở, bật lên là tắt nha. Với khi nhận hàng thì nhớ chú ý giùm em mấy vấn đề đó nha mấy anh. Nói mấy anh nào mà kiếm bún thì chút nhanh chút lẹ ha, em lên bao nhiêu cũng không đủ hết. Nó có cái chân ở dưới đó nè, mà xăng lớn mình cũng không chạm đất luôn. Đó. Rồi, 2,2 triệu cho S12. S13 là một cây Mitsubishi tên là 26 ha. Tên là 26, chế 2 kim Wango, nhẹ nổ cực kỳ tiết kiệm xăng. Lóc nó lúc nào cũng có dập chữ Made in Japan trong này, không thể thiếu ha. Mát 13, 33 ly, 2,3 triệu cho cây Mitsu tôm gời. Tôm gời ha. Đây em sẽ kiếm thông số cho mấy anh xem. Rồi. Thấy được số 2, số 2, số 6 sắp rồi nè mấy anh, hay chốc cho em xíu ha. Đó, tên là 26 cho mình luôn. Có cái đế dưới nè, bây giờ mình xăng lớn luôn ha. Hai tay cầm trắng cỏ green, đầu bộ green, 2,3 triệu cho cây Mitsu, giá quá hời luôn ha. Máy chạy quá khỏe luôn nha mấy anh, giật lại cái nữa coi. Rồi em sang S14 là một cây đeo lưng kêu gít 260. Bình xăng ga bít tông nha mấy anh ha, vú ngang. Mình cái xe bình xăng này nó rất là lớn, mình có thể đổ được cả lít xăng luôn á. S14 34 ly 26cc 1,9 triệu ha. 1,9 triệu cho máy này, tôm gời tôm nhôm luôn. 26cc ha, cái tôm rất là đẹp. Cán cỏ green nè. Đầu bò green nè. Một tay cầm nè, công tắc với ga trên ghi đông luôn nè. Đó. Quay đeo nè. Úp lưng nè, ha, còn rất là mới. Máy này hình thức cũng còn rất là đẹp nha mấy anh. Mà giá còn 1,9 triệu, bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Kiểm tra hàng trước khi nhận, không lấy cọc. Rồi, hết đồ bốn. Rồi em sang qua ba cây cưa. 15 là cái cây G300. Ba cái 850 ha. S15 1,8 triệu, 37 ly ha. Cái này là cưa tay cục nha, cực kỳ gọn nha mấy anh, và lam của nó là tầm 2 tấc 2 nha ha. Lam nó rất là gọn, xài gia đình cực kỳ phù hợp cho những anh nào muốn săn cưa mà mini đó. Áo này là áo nhựa ha, siêu mini đó. Chữ nhật nè ha, chữ nhật không, máy này nhìn nó rất là gọn ha, mini rất là đẹp nha. Giờ sẽ đây cực kỳ gọn cho tay cục, nếu anh nào thích gọn nhẹ thì mình lấy cái này, nghĩa là anh nào có tay dài thì mình sang tay cục đó. Rồi em sang S16, đem qua đây là giật. Rồi đem căng cái này ha, 4 kg. Magu 31 nha, 31cc ha. Cái này 38 ly. Ai chốt cái này chốt cho mẹ F16 2,3 triệu. Cái này bằng nhôm ha, bằng nhựa, em xin lỗi, bằng nhựa nha mấy anh. Chạy cực kỳ khỏe ha. Nè, lam nó rất là đẹp luôn. Cái này là tay dài nha ha. Tay dài, anh nào thích tay dài thì mình chốt cái này chỉ 2,3 triệu thôi. Lam nó là 4 tấc ha, cái trọng lượng là 4 kg. Rồi F16 2,3 triệu. Rồi cây cuối cùng, em sẽ căng cây này coi bao nhiêu ký. Bốn ký chín. Makita nha mấy anh. À.
Gơ này gơ tay dài 33cc ha. 1.7 triệu à. Lấy ra cây này 1.8 triệu nha mấy anh. Nhưng mà nhìn chỗ này nè, nó bể xíu, nó không được đẹp mà nó cũng khúc trong đây, không sao hết. Em bớt 100.000 cho mấy anh luôn. Còn 1.7 triệu. Đó. Đúng với lô mốt cho cây này nha. Nè, Made in Ganami. Ganami chứ. Đó. Nè, lên ra nè. Đam của nó cũng tầm 4 tấc ha. Cho 1.7 triệu cho cây cưa ớt 17 đó. Mấy anh nào mà cảm thấy mà mình săn được cây nào thì chốt cái đó giùm em ha. Rồi nhớ liên hệ giùm em số điện thoại là 0913136620. Rồi xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.